Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình tiếp tục với những cái series phân tích về cái Bitcoin ở trong cái buổi sáng ngày hôm nay và cái tình hình của những cái đồng altcoin trong cái ngày hôm nay nhá. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái biểu đồ của Bitcoin trong cái ngày hôm nay. Thì anh em vẫn nhớ ở những cái video trước và trong cái buổi tối hôm qua khi mà mình live, đúng không? Thì mình vẫn phân tích với anh em rằng ở trong cái phiên sóng này chúng ta sẽ có cái mục tiêu của Bitcoin sẽ tăng trở lên khoảng quanh vùng 50.000 này. Đấy, cái vùng này là cái mục tiêu của Bitcoin sẽ hướng tới từ 49 năm cho đến 50 năm. Đó là cái mục tiêu của Bitcoin hướng tới trong vòng khoảng 1-2 hôm tới. Và chúng ta sẽ cài stop loss và chúng ta có thể cắt out bớt ra cái cắt out số lượng coin chúng ta ra khi Bitcoin nó tăng trở lên vùng 50 năm. Và cái vùng thứ hai là chúng ta gọi ra bớt khi nếu trường hợp xấu nhất mà Bitcoin của chúng ta nó phá đáy cái vùng 45 năm này thì chúng ta cũng cân nhắc chúng ta out bớt ra cho mình nhá. Tại vì cái trường hợp đó nó sẽ khó xảy ra, nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng phải đề phòng. Nếu như Bitcoin chúng ta phá vùng 46 năm này, 45.6 này thì chúng ta cũng cắt out bớt ra và chúng ta sẽ chờ Bitcoin xuống vùng 42.000 chúng ta mua. Và tất nhiên là cái trường hợp đó là cái trường hợp mà chúng ta sẽ không mong muốn nó xảy ra và nó cũng sẽ thấp, khả năng xảy ra sẽ thấp. Và cái mục tiêu trong số này Bitcoin nó sẽ tăng trưởng lên quanh vùng 49 năm cho đến vùng 50. Và nếu như anh em mà có hỏi mình rằng cái target của những cái đồng altcoin ở trong cái thời gian này thì mình vẫn chia sẻ với anh em rằng chúng ta không nên đặt những cái target riêng cho những cái đồng altcoin ở trong cái sóng này, mà chúng ta có thể cân nhắc bán những cái đồng altcoin đó khi bid lên vùng 49 năm đến vùng 50 năm thì như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Còn ví dụ như anh em mà chúng ta bán sớm ấy, rất có thể là khi anh em bán xong thì trong cái sóng này những cái đồng altcoin nó sẽ được bán rất là mạnh. Và ở trong những cái buổi chia sẻ trước thì mình đã đưa cho anh em một số tín hiệu như là đồng đốt, đúng không? Đốt thì hiện tại nó đang tăng trưởng rất là tốt rồi. Và nếu như anh em nào hỏi mình là đốt bán ở giá bao nhiêu thì mình vẫn chia sẻ với anh em rằng đốt bán khi Bitcoin lên 49 năm đến vùng 50 năm. Đấy, còn cái vùng này thì chúng ta cũng có thể cân nhắc chốt lời tùy anh em thôi. Nhưng mình cũng đang ôm đốt và mình sẽ chốt lời đốt khi Bitcoin lên 49 năm đến 50 năm nhé. Ok, kẻ đồng Matic cũng vậy. Matic là cũng là một trong những cái đồng trong cái danh mục của mình ôm rất là nhiều.